Dịp ngày 2 tháng 9, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm có 369 đảng viên nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Cổ Nhuế 1 được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng sớm. Ngoài ra thì có 4 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 49 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 45 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh đây là niềm vinh dự của từng cá nhân và cũng là vinh dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ quận. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đảng bộ quận mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là đóng góp công sức, trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của quận năm 2024 và các năm tiếp theo, xây dựng Đảng bộ quận tiếp tục trở thành đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu của thủ đô Hà Nội.